gì đó lại lại không, thì mình sẽ mua về để mình chế biến cho đợt chương trình tiếp theo của mình ha. Ok, let's go. Các bạn nhìn không khí Tết, mà ở đây thì không phải chỉ Tết người ta mới treo lồng đèn đỏ các bạn, ở đây là cái đặc trưng của người Hoa, nó thường có những cái lồng đèn đỏ này. Đây là vị đậu phộng các bạn. Còn cái này là matcha. Hai các bạn thì sau khi mà đi dạo xong con về Nga đã tìm thấy được những bé ba xinh đẹp. Mình sẽ mua về ha. Đã mua được là ba chú rùa là 135 đồng nha các bạn. Ba chú ba ba đã mua được ba chú ba ba. Yes. Đã mua về mình đã làm sạch nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ rửa sơ qua và chần qua nước sôi. Mình sẽ nấu kèm với lại một ít bóng cá với lại trứng cá nha các bạn. Nhìn rất là ngon, bữa nay mua được rất là tươi. Ok, bây giờ thì ba ba đã chín rồi, nha sẽ cho các bạn coi thành quả của ngày nha. Mà la xì bùa. Wow. Chảy nước miếng cho các bạn ơi. Mệt quá các bạn ơi. Vậy là trong chương trình hôm nay Nga đã làm xong cái món ba ba sốt rượu van. Các bạn có thấy nó ngon không ạ? Hấp dẫn không ạ? Nga thì thấy là mùi vị rất là thơm mà các bạn ạ. Và bên cạnh Nga thì Nga hôm nay Nga sẽ uống rượu van đỏ các bạn cùng với là chén nước súp của nó.
Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu ha, tại vì Nga đói bụng quá. Ok, bắt đầu. Lấy động tác thôi. Coi thử Nga có ăn hết được. Ba con ba ba này không nha các bạn. Wow. Wow. Tay rửa rồi ha. Cái này là trứng cá. Trứng cá thì rất là mềm. Ngon. Các bạn có lấy bụng mũi bằng. Ở đây thì Nga có làm cái củ cải trắng hấp nữa, rất ngọt. Còn đây là củ cải sống các bạn. Mình đây làm bong bóng cá. Bao tử cá. Đúng rồi, đúng rồi. Cay quá. Mà mình không biết sẽ lấy như thế nào. Chị ba ba này sẽ nó cho chảy nước. Ok. Bự quá các bạn ơi. Ngọt quá. Bóc nha bạn. Wow. Wow, xe. Nguyên con các bạn. Wow. Đầy đủ trong đây luôn các bạn ơi. Cái mai. Của ba ba có giá trị nhiều rất cao nha. Xem, ô, không phải cái ruột, cái này là cái chân. Ngon. Nhiều lắm các bạn. Coi cái da của nó rất là mềm. Anh giờ ăn mới nhớ tới má. Cũng vẫn nói với má con kìa. Má ơi thèm quá. Béo quá mà. Dạo nó.
Còn ba ba có giá trị dinh dưỡng rất là cao. Ở Việt Nam nhiều người còn lấy 334 mà cắt cổ nó uống cái tiết của nó, còn bên đây những cái động vật này thì hầu như là chúng ta thủy gia cầm hả các bạn, nhờ người bán người ta tự tự giết luôn, nó không có nên sát sanh. Ngon quá. Một con ăn nãy giờ chưa xong á. Nhiều các bạn. Nâng đi. Quá đã. Một câu mà quá đã. Một con rồi bạn. Bé thứ hai. Con bóng cá à. Mình không được bỏ sót bé. Cái này các bạn rất là ngon. Đó cái mai của nó các bạn coi. Đầy đủ bên trong mà. Nóng quá. Rất nóng các bạn, thịt của nó là vào. Cái đuôi của bé nè các bạn, cái đít dễ thương quá.
Gần hết được con thứ hai các bạn. Wow. Ngon quá. Này, xương nha bạn. Ngon quá. Ngon mà. Quên cả đường đi lối về. Quá đã, quá đã. Trời. Không nghe. Ôi, ngon quá. Bà món này hả? Chỉ có ba ba của bạn. Nhưng mà bạn thấy cái đau tử cá trứng cá vừa rồi mua thấy ngon quá. Mình hốt luôn. Chương trình này Nga sẽ là một chương trình cực kỳ thử thách với mình luôn. Món này là cũng từ trước giờ Nga chưa ăn bao giờ á. Chưa làm như vậy không? Hồi nhỏ này có mấy lần ba có làm. Có làm rồi nướng cho ăn. Ngon. Ba ba thì nó còn giúp cho chúng ta làm đỡ đau lưng, dễ ngủ. À, cái kiểu như nóng trong người mà rất là tốt, ăn rất là tốt. Ba ba làm được nhiều món nha. À, gà muối nè, món rất ngon, nấu riềng, ôm chuối đậu. À, con thứ ba các bạn, tập trung ăn ngon quá. Thấy cái đầu nó à, đầu của nó các bạn, đầu của chú ba ba chứ không phải là cái chân ở trong. Ăn cái đầu nha. Quá ngon. Bé quá. Thank you.
Tuyệt vời mặt trời. Cái xương của nó rất là nhỏ. Các bạn nhìn em. Rất là nhỏ. Mà lớn. Đúng rồi. Nhưng mà cái xương của nó cũng rất là nhọn nha bạn. Các bạn ăn phải chú ý chút. Nhưng mà hết rồi bạn. Hết rồi. Còn gì ta? Trứng. Trứng cá. Nghe đi tìm trứng cá bạn. Không, chọn lên nữa. Các bạn thấy luôn à. Nóng mà. À, ngon quá. Phải hết chén này. Ah.
Thấy khói bốc các bạn, khói bốc lên không? Nhưng mà ngã ăn nóng được. Dạ. Wow, các bạn ngon quá. Ok. Nhật qua bên. Nhật qua bên. Các bạn. Hai. Chuẩn bị nha, sạch sẽ nha. Hai các bạn, vậy là Nga đã hoàn thành xong cái chương trình nấu ăn tại nhà của mình. Và là vượt qua thử coi mình có ăn được hết nè ba bé ba ba hay không ha. Mình đang nhịp chân á bạn, mình đang ước tính không biết mình ăn trong thời gian bao nhiêu, nhưng mà cũng không biết, miễn sao là mình thấy mình ăn ngon và vui vẻ trong cuộc sống là được, đúng rồi. Cũng như câu mà Nga hay nói, không phải thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích. Xin chào và chúc các bạn có một ngày thật là tốt lành ạ. Tạm biệt.